hoạt động đã có 1.324 suất học bổng được trao, tương đương với 2 tỷ đồng Việt Nam và đã có mặt tại 5 quốc gia khác nhau. Từ thông những con số này đã nói lên tất cả. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời, tôi sẽ mời lên sân khấu các cựu chủ tịch của đồng hành và chủ tịch đồng hành hiện tại. Sẽ có hai chủ tịch vắng mặt bởi vì các bạn bạn Xuân là chủ tịch đồng hành đồng thời là sáng lập viên, hiện đang đang hoạt động cùng với nhóm đồng hành tại Mỹ, và bạn bạn Bảo đang đi công tác. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các chủ tịch, các cựu chủ tịch đồng hành và chủ tịch đồng hành. Hôm nay có quay đại của anh không ạ? Trần Thăng Xuân, bạn Nguyễn Vương Quốc Thịnh là chủ tịch đồng hành nhiệm kỳ 2. Bạn Hứa Minh Đức, xin trong người đồng hành, khoai xem phân theo là đồng hành. Bạn Lê Minh Bảo thì ngày đang vắng mặt bởi vì đi công tác Tây Ban Nha. Lê Minh Bảo, 4e président qui est en voyage d'affaires pour le Reichstag. Bạn Nguyễn Hoàng Thật là chủ tịch đồng hành nhiệm kỳ thứ 5. Nguyễn Hải Đăng, 6e président de đồng hành. Và bạn Nguyễn Hải Đăng, chủ tịch thứ 7 của đồng hành. Et finalement notre président, notre président actuel qui était là tout à l'heure, Nguyễn Kim Sơn. Là j'aimerais passer la parole au président le plus mature, je veux dire, plus mature aujourd'hui, plus vieux, si on veut. Non, on préfère Mathieu. Mathieu, c'est bien. Je te passe. Merci. Tout d'abord, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour tous les donateurs, donatrices et les participants à notre gala Donghang 2009. Au thème de la couleur du Vietnam. J'aimerais remercier les artistes, les chanteuses, les musiciens et les cabinets de son des communautés techniques et Alcalo qui a nous aidé pour matiser le son et toutes les lumières. J'aimerais remercier également les communautés techniques qui a nous permettre. Qui nous ont emmené dans cet amphithéâtre, cet bel amphithéâtre pour organiser cette gala. Donc j'aimerais inviter ici tous les artistes qui ont participé et organisateurs pour l'association, pour le gala, l'Est sur scène, pour remercier un autre participant qui nous a aidé au cours du développement de notre association Donghang. Vâng, và xin mời tất cả các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng lên sân khấu để chúng ta có thể chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin mời các bạn cùng lên đây. Thì để notre association Đồng Hành continue, c'est pas grâce à les présidents, mais c'est grâce à des membres de l'association Đồng Hành avec des bons efforts de tous les étudiants qui sont participés à notre association Đồng Hành et bien sûr à des em có được lên không? Et bien sûr, c'est grâce à vous, les donateurs, les donatrices, qui a nous toujours soutien, qui a nous donné des motivations, et bien sûr, des ressources pour continuer notre association. J'espère que nous continuerons à percevoir notre soutien. Chúng ta sẽ cùng hát một bài để cùng tạm biệt và chia tay với quý vị khán giả. Các bạn nghĩ sao ạ? Chúng mình hát bài gì đấy các bạn? Đưa vòng tay lớn. Đưa vòng tay lớn nhé. Đưa lên đỉnh Vinh Quang. Các bạn nghĩ sao? Chúng ta mở lần thật ráng kèo lên chút nữa. Ai còn bỏ? Với vòng tay lớn trước đi. Các bạn cho xin một ít nhạc được không ạ? Cho xin hát đi xung âm nhạc cũng được ạ. Bài này thì là hơi tình cảm quá không ạ? Mình còn một bài gì đó hoành tráng hơn một tí xíu nữa. Các bạn có bài nào hoành tráng hơn không ạ?
C'est bon, on n'a pas besoin de dire.